quý vị với các bạn, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Sau nghi án rơi mái nhà chung với Park Bo Gum vì lùm xùm ngoại tình, Song Joong Ki đã ký hợp đồng với công ty nào? Ngay những ngày đầu năm, Song Joong Ki đã tìm được mái nhà mới hậu lùm xùm ly hôn với Song Hye Kyo. Cuối tháng 12 năm 2019 vừa qua, Song Joong Ki gây bất ngờ lớn khi xác nhận sẽ rời khỏi công ty quản lý Blossom Entertainment sau 7 năm gắn bó. Đặc biệt, nam tài tử có hành động này ngay sau khi Song Hye Kyo có động thái bị nghi là dấu hiệu ngoại tình với người em thân thiết cùng công ty của anh, đó là Park Bo Gum. Điều này khiến nhiều người không khỏi băn khoăn dù chỉ là thông tin suy đoán. Đến hôm nay ngày 3 tháng 1, người hâm mộ hết sức vui mừng khi đại diện của Song Joong Ki đã chính thức xác nhận với truyền thông rằng nam diễn viên sẽ gia nhập công ty mới. Được biết, tài tử hậu duệ mặt trời sẽ đầu quân cho History D và C, công ty do chính người quen của nam diễn viên trong nhiều dự án trước đây điều hành. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho cả nam diễn viên lẫn người hâm mộ trong những ngày đầu năm mới này. Thông báo chính thức từ đại diện công ty History D và C như sau: chúng tôi và nam diễn viên Song Joong Ki đã ký hợp đồng quản lý và đây là một khởi đầu mới. History D và C là công ty được Wang Ki-jong sáng lập. Wang Ki-jong là người đã thành lập phòng ban phim truyền hình E2HQ cùng với sự tin tưởng của Song Joong Ki để cho ra mắt đội ngũ này qua bộ phim The Innocent Man, Tree with Deep Rot, Will It No For Chitmus. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng Song Joong Ki cùng với History D và C cùng đồng tâm hiệp lực để cùng nhau phát triển. Sau nghi án rời mái nhà chung với Park Bo Gum vì lùm xùm ngoại tình, Song Joong Ki đã ký hợp đồng với công ty nào? Song Joong Ki và Park Bo Gum là người anh em thân thiết với nhau. Sau nghi án rời mái nhà chung với Park Bo Gum vì lùm xùm ngoại tình với Song Hye Kyo, Song Joong Ki đã ký hợp đồng với công ty nào? Để đến nay, lùm xùm Park Bo Gum bị ghi chen vào mối quan hệ của Song Song đến nay vẫn khiến công chúng không khỏi hoang mang. Với việc tìm được mái nhà mới, các fan hy vọng Song Joong Ki sẽ hoàn toàn hồi phục tâm lý hậu ly hôn và sẵn sàng cho những dự án mới. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những tin tiếp theo.